Chiều ngày 31 tháng 3, tại Tùng Vụng, thị trấn Cát Bà, diễn ra giải đua thuyền rồng trên biển tranh cúp báo Hải Phòng lần thứ 25 năm 2019. Đây là giải đấu truyền thống hàng năm do báo Hải Phòng, Ủy ban Nhân dân huyện Cát Hải phối hợp tổ chức, là một trong những hoạt động chính chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm làng cá Cát Bà, kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam và khai mạc du lịch Cát Bà năm 2019. Khác với mọi năm, giải đua thuyền rồng huyện Cát Hải tranh cúp báo Hải Phòng là cuộc đua giữa các xã của huyện Cát Hải. Năm nay, giải đấu được mở rộng, mời thêm các đơn vị bạn. Giải đấu năm nay có 5 đội tuyển, gồm đội tuyển huyện Cát Hải, huyện Thủy Nguyên, quận Đồ Sơn, Hải Phòng và 2 đội ở 2 địa phương khác là thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh và huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Các đội thi đấu trên thuyền rồng lớn, mỗi đội đua thuyền có 25 vận động viên thi đấu ở cự ly 6.000m với 3 vòng khép kín. Thời tiết dịu mát là điều kiện khá lý tưởng để các tay chèo tranh tài. Trên bờ Tùng Vụng, chật kín người dân, khách du lịch háo hức chờ đón, tranh luận, dự đoán đội vô địch khiến không khí sôi động. Cuộc đua năm nay, đội Thủy Nguyên được đánh giá cao khi từng nhiều lần vô địch giải đua thuyền rồng Cát Hải mở rộng. Không ngoài dự đoán, ngay sau hiệu lệnh xuất phát, đội Thủy Nguyên nhanh chóng bứt phá dẫn đầu. Bám sát quyết liệt ngay sau đó là đội chủ nhà Cát Hải. Ở vòng đua cuối cùng, sự quyết tâm được thể hiện rất cao, đội chủ nhà Cát Hải bất ngờ vượt lên trước đội Thủy Nguyên. Những tưởng đội chủ nhà Cát Hải về đích ở trận đầu, bất ngờ xảy ra khi ở 100m đua cuối, đội Thủy Nguyên tăng tốc, băng về đích. Đội Thủy Nguyên giành cúp vô địch đầy kịch tính khi chỉ hơn đội tuyển về đích ở vị trí thứ hai là chủ nhà Cát Hải chưa đến 2 giây. Ở các vị trí còn lại, đội Quảng Yên về đích ở vị trí thứ 3, vị trí thứ 4 là đội Thái Thụy, vị trí thứ 5 là đội Đồ Sơn. Kết thúc giải đấu, các đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Lê Trọng Nghĩa, Tổng biên tập báo Hải Phòng, Nguyễn Văn Trương, Bí thư huyện ủy Cát Hải trao cúp vô địch của báo Hải Phòng, cờ, hoa cùng giải thưởng 20 triệu đồng tặng đội Thủy Nguyên. Ban tổ chức cũng trao các giải nhì, giải ba, đồng giải tư lần lượt các đội Cát Hải, Quảng Yên, Thái Thụy và Đồ Sơn.